Tinh chất hầu loại nào tốt nhất? Đi tìm lời đáp cho câu hỏi tinh chất hầu nào tốt nhất hiện nay, giá bán là bao nhiêu và nên mua ở đâu để được đảm bảo về uy tín, chất lượng. Tinh chất hầu từ lâu đã được xem là một trong những phương thuốc tuyệt diệu, giúp cánh mày râu nhanh chóng lấy lại phong độ, làm chủ mọi cuộc vui. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phái mạnh, trên thị trường hiện nay các nhà sản xuất đã cho ra mắt nhiều sản phẩm tinh chất hầu khác nhau. Được quảng cáo với những công dụng thần kỳ như cải thiện chức năng sinh lý phái mạnh, tăng khả năng thụ thai, giải quyết tình trạng hiếm muộn ở nam giới. Vậy tinh chất hầu nào tốt nhất hiện nay? Cùng tham khảo top 6 sản phẩm tinh chất hầu được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả nhất hiện nay để tìm lời đáp nhé. Tinh chất hầu có tác dụng gì? Tinh chất hầu được biết đến là tinh chất được chiết xuất chính từ 100% hầu tươi sống, nhằm chắt lọc những tinh chất quý giá nhất của con hầu tươi. Tất cả nhằm hỗ trợ cung cấp dinh dưỡng cho sức khỏe con người, đặc biệt là nam giới. Nhìn chung, tinh chất hầu sẽ mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời như tăng hormone nam giới, cải thiện sức mạnh cơ bắp và não bộ, giúp giảm cholesterol trong máu hỗ trợ tăng chất lượng tinh trùng, cải thiện làn da, chống lão hóa giúp tăng cường sinh lý. Nhờ những tác dụng có lợi cho sức khỏe như vậy, mà ngày nay có rất nhiều thương hiệu đã nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm tinh chất hầu tốt nhất. Nhằm giúp con người không cần ăn hầu tươi mỗi ngày mà vẫn có được dưỡng chất, hãy đọc tiếp để biết rõ hơn về sản. Top 6 tinh chất hầu tốt nhất hiện nay. Hiện nay trên thị trường có vô vàn các sản phẩm tinh chất hầu đến từ nhiều thương hiệu, hãng sản xuất khác nhau. Điều này giúp khách hàng có đa dạng, lựa chọn nhưng cũng băn khoăn không biết tinh chất hầu loại nào tốt nhất. Dưới đây là 6 câu trả lời giúp bạn tìm ra sản phẩm phù hợp nhất nhé. Tinh chất hầu Oyster Plus Good Health. Xuất xứ, New Zealand, hãng sản xuất Good Health. Tinh chất hầu Oyster Plus là sản phẩm của công ty Good Health nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ tiên tiến, dây chuyền khép kín đạt chứng nhận tiêu chuẩn GMP, Good Manufacturing Practices, tiêu chuẩn thực hành sản xuất đảm bảo nhà sản xuất luôn làm ra sản phẩm đạt chất lượng đăng ký và an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ nguyên liệu là hầu tươi được đánh bắt trực tiếp từ vùng biển New Zealand nguyên sơ, trong lành nên có hàm lượng kẽm cao, tồn dư kim loại nặng cũng như các hóa chất độc hại khác thấp. Trải qua quá trình sản xuất tiên tiến, hiện đại giúp lưu giữ lại 100% các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe nam giới, đồng thời loại bỏ các thành phần kim loại nặng và hóa chất độc hại còn tồn dư. Công dụng của tinh chất hầu Oyster Plus Good Health. Bổ sung kẽm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề sinh lý ở nam giới, giúp nam giới nhanh chóng lấy lại phong độ, bản lĩnh phái mạnh, làm chủ mọi cuộc vui. Hỗ trợ cải thiện các chứng rối loạn cương dương ở nam giới như liệt xương, xuất tinh sớm, dị tinh, mộng tinh. Hỗ trợ cải thiện và làm chậm quá trình mãn dục sớm ở nam giới. Hỗ trợ cải thiện tình trạng hiếm muộn ở nam giới, phòng ngừa và cải thiện các dấu hiệu về bệnh tuyến tiền liệt. Tinh chất hầu tươi Orihiro, xuất xứ Nhật Bản. Hãng sản xuất Orihiro. Tinh chất hầu loại nào tốt nhất? Có thể thấy tinh chất hầu tươi Orihiro là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe nam giới đến từ thương hiệu nổi tiếng Orihiro, thương hiệu dược phẩm nội địa hàng đầu tại Nhật Bản với lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển. Sử dụng nguyên liệu sạch tự nhiên là hầu tươi đánh bắt từ vùng biển sâu Hiroshima, sản phẩm không chỉ có hiệu quả trong hỗ trợ sức khỏe, cải thiện các vấn đề sinh lý nam giới mà còn được kiểm định đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ đối với người sử dụng. Công dụng của tinh chất hầu tươi Orihiro: tăng cường sức khỏe, hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý nam giới, giúp nam giới nhanh chóng lấy lại phong độ, bản lĩnh phái mạnh. Gia tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, hạn chế dị tật ở tinh trùng, từ đó nâng cao khả năng thụ thai, cải thiện tình trạng hiếm muộn ở nam giới. Giải độc gan, tăng cường chức năng gan, hạn chế và cải thiện tác động của rượu bia lên gan. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, phục hồi sức khỏe, tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch. Tinh chất hầu nghệ Orihiro. Xuất xứ, Nhật Bản. Hãng sản xuất, Orihiro. Thêm một sản phẩm tinh chất hầu đến từ thương hiệu Orihiro, Nhật Bản. Tinh chất hầu nghệ Orihiro là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh chất hầu tươi từ vùng biển Seto, Nhật Bản cùng tinh chất nghệ tươi và tinh chất tỏi. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền hiện đại, đáp ứng mọi tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và hiệu quả. Giúp lưu giữ những dưỡng chất quý giá có trong hầu tươi kết hợp cùng các tinh chất có lợi từ nghệ và tỏi, trở thành một phương thuốc tuyệt diệu cho sức khỏe nam giới. Công dụng của tinh chất hầu nghệ Orihiro: bổ sung kẽm, tăng cường chức năng sinh lý,
cải thiện tình trạng yếu sinh lý, di tinh, mộng tinh, liệt dương ở nam giới. Tăng cường số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó giúp tăng khả năng thụ thai, giải quyết tình trạng hiếm muộn ở nam giới. Tinh chất tỏi trong sản phẩm có tác dụng tăng cường chuyển hóa trong cơ thể, giải độc và sát trùng. Tinh chất nghệ giàu hàm lượng curcumin có khả năng chống oxy hóa cao, hỗ trợ tốt cho sức khỏe dạ dày, làm đẹp da, cải thiện tình trạng sẹo, thâm nám trên da. Ngoài ra, tinh chất hàu nghệ Orihiro còn có tác dụng ổn định huyết áp, giảm sưng, đau, tăng cường chức năng gan, hạn chế và cải thiện tác động của rượu bia lên gan. Tinh chất hàu biển OB. Xuất xứ, Việt Nam. Hãng sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm USAPSA. Khi được hỏi tinh chất hàu loại nào tốt nhất, một trong những câu trả lời chính là sản phẩm tinh chất hàu đến từ thương hiệu Việt Nam, một sản phẩm nhận được yêu thích và ưa chuộng rất nhiều từ người tiêu dùng. Tinh chất hàu biển OP là sản phẩm được chiết xuất 100% từ hàu biển Việt Nam theo dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chuẩn của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm USAPSA. Là sản phẩm được Hiệp hội Thực phẩm Chức năng trao tặng danh hiệu, sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, không chỉ có hiệu quả cao trong tăng cường sức khỏe, cải thiện chức năng sinh lý nam giới mà còn được đánh giá đảm bảo an toàn với người sử dụng, ít tác dụng phụ ngay cả khi sử dụng lâu dài. Công dụng của tinh chất hàu biển OP, thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone, tăng cường chức năng sinh lý ở nam giới. Tăng ham muốn, làm chậm và cải thiện quá trình mãn dục sớm ở nam giới. Hỗ trợ cải thiện các chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, di tinh, mộng tinh. Nâng cao số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng khả năng thụ thai, giải quyết tình trạng hiếm muộn ở nam giới. Tăng sức đề kháng, thúc đẩy phát triển cơ bắp, tốt cho sức khỏe tim mạch, tăng cường tuần hoàn máu và phát triển não bộ. Tinh chất hàu Swanson Oyster Extract, xuất xứ, Mỹ, hãng sản xuất, Swanson USA. Tinh chất hàu Swanson Oyster Extract là sản phẩm đến từ thương hiệu Swanson, thương hiệu hàng đầu tại Mỹ. Đây là một thương hiệu chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Với thành phần được chiết xuất từ hàu tươi Nhật Bản kết hợp với một số thành phần khác như gelatin, maltodextrin, cellulo vi tinh thể chất sơ thực vật silica, magnesi stearate. Tinh chất hàu Swanson Oyster Extract chứa đầy đủ các dưỡng chất quý giá, có lợi cho sức khỏe nam giới. Kyoto, chiết xuất hàu Nhật Bản. Tinh chất hàu Swanson Oyster Extract Mỹ cải thiện sinh lý. Tinh chất hàu Swanson Oyster Extract 60 viên. Công dụng của tinh chất hàu Swanson Oyster Extract: tăng cường chức năng sinh lý nam giới, tăng ham muốn, cải thiện đời sống vợ chồng. Hỗ trợ cải thiện các vấn đề sinh lý nam giới như rối loạn cương dương, ít ham muốn, viêm tuyến tiền liệt. Tăng số lượng và chất lượng tình trùng, hỗ trợ tăng khả năng thụ thai, cải thiện tình trạng hiếm muộn ở nam giới. Hạn chế và cải thiện tác động của rượu bia lên da, giải độc gan, tăng cường chức năng gan. Phục hồi, tăng cường sức khỏe cho người thường xuyên phải làm việc căng thẳng, mệt mỏi và suy nhược cơ thể. Tinh chất hàu Go Healthy Go Oyster Plus Zinc. Xuất xứ, Úc. Hãng sản xuất, Go Healthy. Câu trả lời cuối cùng của tinh chất hàu loại nào tốt nhất, chính là sản phẩm Go Oyster Plus Zinc. Đây là sản phẩm có chứa hàm lượng hàu cao, cùng với các thành phần chính như bột hàu, zinc gluconate, taurin, selenium, mang tới khả năng cải thiện sức khỏe sinh lý cho nam giới. Công dụng của tinh chất hàu Go Healthy Go Oyster Plus Zinc. Với hàm lượng hàu cao, sản phẩm mang tới dưỡng chất hàu tự nhiên, hỗ trợ cải thiện và tăng cường sinh lý nam giới, giúp tăng cường các vấn đề về sức khỏe sinh lý, cải thiện hiệu quả chứng suy giảm chức năng sinh lý, giúp cải thiện sự ham muốn. Tinh chất hàu Go Healthy Go Oyster Plus Zinc còn hỗ trợ tăng cường sức mạnh của tinh binh, giúp tình trạng chăn gối của vợ chồng trở nên hiệu quả hơn. Khi sử dụng đều đặn, sản phẩm sẽ tới sự mang ổn định và có sự cải thiện tích cực. Cuối cùng, hỗ trợ tinh thần trở nên thoải mái hơn, hạn chế tối đa tình trạng sức khỏe mệt mỏi. Mách bạn uống tinh chất hàu đúng cách, mỗi một sản phẩm sẽ có cách sử dụng khác nhau, cùng với liều lượng được quy định riêng. Do đó, bạn cần thực hiện đúng liều lượng mà nhà sản xuất đã quy định, trường hợp chưa quen với sản phẩm có thể uống ít đi liều lượng cho phép và sau đó tăng dần về mức khuyến cáo. Ngoài ra, để uống tinh chất hàu đúng cách và hiệu quả hơn thì bạn cần thực hiện duy trì sử dụng sản phẩm, đồng thời kết hợp các bài tập luyện nhằm tăng sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn nên duy trì ăn thêm các món ăn từ hàu khoảng 1-2 lần tuần, tránh lạm dụng quá vào thuốc.
Đối với những người dị ứng với hàu hay hải sản, bạn cần thận trọng khi sử dụng. Nếu thấy có điều gì bất thường thì nên dừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ. Ngoài việc bổ sung tinh chất hàu mỗi ngày thì nam giới cần kết hợp tập luyện. Mua tinh chất hàu ở đâu uy tín? Trên đây là những chia sẻ giúp các bạn tìm được lời đáp cho câu hỏi, tinh chất hàu loại nào tốt nhất hiện nay?